Tiếp theo ta đến bảng Solid Tool. Ta đến công cụ Boolean Union tại thanh toolbar và mở bảng Solid Tool. Ta thực hành với bốn công cụ đầu tiên: Union, Diffusion, Intersection và Split. Trước tiên ta thiết lập sẵn các đối tượng mẫu để thực hành. Ta có một khối tròn và một khối hộp có vị trí giao nhau. Công cụ Boolean Union hợp nhất các khối. Thanh command sẽ hiển thị hướng dẫn các bước ta sử dụng công cụ. Ta chọn khối hộp và khối tròn, Enter. Hai khối ta vừa chọn đã hợp nhất thành một khối. Công cụ Boolean Diffusion cắt khối. Ta muốn khối tròn cắt khối hộp. Bước đầu tiên ta chọn khối hộp, Enter. Tiếp theo ta chọn khối tròn, Enter. Ta thấy khối tròn đã cắt khối hộp và khối tròn bị xóa đi. Ctrl Z. Lặp ngược lại các bước. Lần này ta chọn khối tròn trước, Enter. Sau đó chọn khối hộp, Enter. Ta thấy khối hộp đã cắt khối tròn và khối hộp bị xóa đi. Nếu muốn đối tượng không bị xóa, ta có thể chọn No cho Option Delete Input. Công cụ Boolean Intersection lấy nội giao. Ta muốn lấy phần giao nhau của hai khối. Chọn khối hộp, Enter. Sau đó chọn khối tròn, Enter. Và phần giao nhau của hai khối được giữ lại. Công cụ Boolean Split tách khối. Nếu muốn lấy khối tròn tách khối hộp, ta chọn khối hộp trước, Enter. Sau đó chọn khối tròn, Enter. Ta thấy khối hộp đã bị tách ra hai phần, một phần gốc và một phần được tách bằng khối tròn. Ngược lại, muốn dùng khối hộp tách khối tròn, sau khi chọn công cụ Boolean Split, ta chọn khối tròn trước, Enter. Sau đó chọn khối hộp và Enter. Bảng Solid Tool cũng được sử dụng để tương tác với các bề mặt. Hết bài 7. Eduardo.